Lưu ý đến người mắc COVID-19 không sử dụng Monopiravir quá 5 ngày liên tiếp. Việc sử dụng thuốc Monopiravir cần phải có sự thăm khám, kê đơn và hướng dẫn cụ thể của bác sĩ và nhân viên y tế. Bộ Y tế khuyến cáo thuốc chứa Monopiravir chỉ nên sử dụng dành cho F0 trưởng thành có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng, sử dụng cho bệnh nhân có thời gian khởi phát triệu chứng dưới 5 ngày. Monopiravir không được sử dụng để dự phòng hay là trước phơi nhiễm để phòng COVID-19. Người dân không nên lo lắng tích trữ và tự ý sử dụng thuốc bởi nguy cơ do các phản ứng có hại của thuốc.